Hello, chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục tin tức hoạt hình. Đây là nơi cập nhật những tin tức mới nhất về animation tại Việt Nam và trên thế giới. Bản tin mình đem đến cho các bạn ngày hôm nay là phim chiến thắng giải thưởng dành cho sinh viên điện ảnh năm 2021 đã được công bố. Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đã công bố 17 phim chiến thắng giải thưởng dành cho sinh viên điện ảnh năm nay. 4 phim trong số đó là phim hoạt hình ngắn. Trong số 4 trường có sinh viên giành giải, Học viện Nghệ thuật Cleveland là trường hợp lần đầu tiên được vinh danh. 3 trường còn lại là CalArts, Học viện Nghệ thuật California, Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Ringling và trường MOPA của Pháp là những người chiến thắng thường xuyên. Đây là năm thứ 6 dự thi mà học sinh trường Ringling mang về giải thưởng trong hạng mục hoạt hình. Vì vậy, 4 bộ phim có thể đủ điều kiện cho giải Oscar. Đối với một bộ phim do sinh viên sản xuất, việc giành được một trong những bức tượng vàng là cách duy nhất đủ điều kiện để tranh giải Oscar mà không cần phải giành được một giải thưởng do Liên hoan phim chỉ định. Đã có tận 1.404 bài gửi đến giải thưởng năm nay. Những người chiến thắng được đánh giá bởi các thành viên Viện Hàn Lâm, những người lựa chọn tham gia bỏ phiếu. Dưới đây là danh sách những người chiến thắng trong hạng mục phim hoạt hình, cùng với phần tóm tắt chính thức và trailer hoặc phim hoàn chỉnh. Các trường điện ảnh trong nước: giải vàng, phim Unforgotten, Suzy Kim, Viện Nghệ thuật California. Unforgotten truyền tải sự ám ảnh vĩnh viễn và những ký ức đau buồn của những người phụ nữ Hàn Quốc. Những con người phải chịu cảnh bị quân đội đế quốc Nhật Bản ép buộc trở thành phụ nữ giải khuây trong trạm an toàn của Thế chiến thứ hai. Giải bạc, Parking Orders, Alexander Tulo, trường cao đẳng nghệ thuật và thiết kế Ringling. Khi toàn bộ thành viên trong Hoàng gia Anh thảm thương qua đời, chú chó Corgi của nữ hoàng phát hiện mình là kẻ tiếp theo lên ngôi vương và nắm giữ quyền lực. Bloody dog. Dead. Sir, a call from France. Hey, they're allies. Be nice. Sir, Your Majesty, come to it. Please, just down, heel. Sit? Yes, sit. Oh, good boy. Now sit. Giải đồng Slumber with Snake, Tegan Barons, Viện Nghệ thuật Cleveland. Năm 1921, một cậu bé người Mỹ gốc Phi 11 tuổi bị tách khỏi người bạn thân nhất của mình trong khi bị một đám đông hung dữ phân biệt chủng tộc truy đuổi. Tìm thấy một hang động và nhờ những con rắn đuôi chuông ẩn nấp bên trong, cậu đã thoát khỏi nguy hiểm bởi đám đông đó. Hey, Dad, there's somebody here I want you to meet. The poison of the snakes that my father encountered in that cave is the same kind of poison that he experienced in the townspeople where he grew up and lived. But he made a choice not to poison his children with that kind of hate and injustice that he experienced in his life. And so because of the poison didn't get into him from the snakes, it never got into him from the townspeople. Trường điện ảnh quốc tế, giải vàng, Les Charles de Louis, trường MOPA Pháp. Louis, một đứa trẻ tự kỷ 8 tuổi rưỡi, đến trường mới và cậu ấy đang chuẩn bị giới thiệu bản thân. Elles sont toujours là pour me remettre sur pied. Enfin, c'est ce que je croyais. Bạn thấy bản tin hôm nay thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới để cùng nhau thảo luận nhé! Và đừng quên đăng ký kênh để đón xem những thông tin mới nhất từ Xan San Animation. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!